Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình vừa có nhận được một chiếc Samsung G530 và tình trạng là máy vẫn còn lên nguồn. Các bạn nhìn vẫn máy vẫn lên nguồn. Máy này là máy thấy khách họ bảo là đập. Không biết là tức cái gì, không biết chắc là vợ chồng tức nhau hay sao đập. Và vỡ lại bét thì là nhè nhá. Này các bạn nhìn vỡ rất nhè và nguồn thì mình thấy là hình tượng vẫn lên. Nguồn thì vẫn lên và đằng sau mình xem là đã vỡ gì không. Đằng sau chắc là có ốp thì không có vấn đề gì, nhưng mà đằng trước thì màn là bể là bét hết rồi, nhè rồi. Và hôm nay thì mình làm video này thì là phục hồi lại chiếc Samsung G530 cho các bạn xem nhé. Mình sẽ cậy pin ra. Và đây thì nó có cái nắp này. Mình sẽ cậy ra. Chân connect này các bạn. Đấy, ngồi chân connect mình gật cái chân connect ra. Thay màn hình Samsung con G530 này thì mình là không phải tháo máy nhá. Mà mình chỉ có tháo pin, nắp lưng tháo pin và tháo chân ở pin ở đây, chân cáp màn hình ở đây. Và mình chỉ cần tọc ở đây. Và mình là bừa ra thôi nhá. Đấy. Và mình chỉ bừa ra. Đấy. Đây, bừa ra như vậy. Đây màn hình của nó đây. Đây mình sẽ để riêng ở đây và nút home ở đây mình sẽ để gọn đây. Đây thì đây là hiển thị này, chiếc G530 mình đã mua sẵn rồi này. Và đây là cảm ứng này. Màn hình G530 này mình nói luôn nha các bạn nhé. Có nghĩa là màn hình G530 này có hai phần, một phần là hiển thị mà đẹp thì các bạn có thể đi cái kính ấy được. Thay kính này là kính liền cảm ứng luôn các bạn nhé. Kính này mà các bạn vỡ kính mà liền cảm ứng thì các bạn đi thay cái này là ok nhé. Đây bây giờ mình sẽ lắp vào test thử cho các bạn xem. Mình sẽ nới lỏng cái màn ra đi để lắp dễ. Thì cái này rất là khó lắp. Mình sẽ gạt bỏ rồi mình sẽ bỏ luôn ra bên ngoài để dễ lắp. Có vỡ thì không, mãi chả thì không lắp được, vô lý thật. Mình lắp lại cái màn nó xem. Nào nói thì phát cái bằng không? Xem là mới có lắp vào. À rồi. Và vậy là mình đã lắp thành công rồi nhé. Ấn màn mới thì ấn hơi khó một tí, mình sẽ bật nguồn lên. Và mình test thử cảm ứng xem là hiển thị cảm ứng nó còn ok không. Pin này đang hết, mình sẽ lấy cái pin còn. Vâng, và thiết bị Samsung của màn hình của mình đang lên nhé. Lên thì mình sẽ test cái cảm ứng này xem là có ok không nhé. Đây các bạn, này, giờ rồi.
là vuốt ok nhé, không bị chết điểm là các bạn phải test kỹ chỗ này nhé. Vâng, và màn hình thì mình đã test ok nhé, và bây giờ tiến hành mình sẽ tiến hành là lắp ráp vào. Mình sẽ lắp thử vào đây, mình sẽ vệ sinh sạch. Còn phần này thì mình sẽ vệ sinh sạch keo nhé. Các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Mình sẽ làm nhiều video phục hồi điện thoại lại cho các bạn xem. Những lúc nào rảnh thì mình sẽ làm, mình sẽ up lên. Kể cả khách đang ngồi chờ mình cũng sẽ làm up lên các bạn. Một thợ ve chai như mình đây thì làm chuyên nghiệp đấy chứ. Chị nghe máy thì alo, đang xem clip mua thanh đi máy nên có quán nào tầm 2,5 triệu còn xài tốt không chú? Bên em có anh ạ, có em có G7 Pro anh ạ, có đấy là RAM 3GB, bộ nhớ 16GB ạ, bộ nhớ 32GB. Còn đấy là của thằng nào sản xuất đấy chú? Samsung ấy, Samsung, hãng Samsung ấy. Còn mới không hay là nó con đấy thì đẹp 97% anh ạ. Con Samsung Z7 Pro nhé. Giá? 2,5 triệu anh ạ. Chắc giá đấy. Chắc anh. Oppo anh em có, anh thích Oppo à. Không? Oppo gì? Oppo A3s ạ. Tại sao chú làm nào mà quăng nó lên cái ấy đấy nhỉ? Giá? Cái cho nó lên cái cái Facebook YouTube YouTube còn cái Oppo rồi đâu, cái nó còn 99% luôn. 99% à? Vâng, con đấy thì khách mới mua được 1 tháng thôi và đẹp lắm. Có á, con đấy thì sạc zin theo máy chú ạ. Sạc zin theo máy gì? Vâng ạ. Không biết là tao vừa trước mua một cái máy, mua mấy thằng trên Hà Nội nhưng mà nó mới một cái nó sẵn quá là chán, nên bây giờ mua trên mạng nhưng mà rất là ngại mẹ. Ôi giời, chú mua hàng nhà cháu, kể cả chú về chú dùng 1 tuần không ưng chú cũng gửi lại cháu cũng được. Nhà cháu ở tỉnh nào nhỉ? Cháu ở Hà Nội, cháu ở Chương Mỹ, Hà Nội ạ. À,
Ôi ra Hải Phòng mua hàng nhà cháu suốt mà. Ừ, đi lên cái số lâu ngày tao thì mua lắm đấy, nhưng mà không biết là nó có yên tâm như là trước cái mặt gì là lại cái cùng ngoài ạ. Mua cho một cái, nó mình cho một cái lần hai cho cái mặt mình nó sốt nhẹ lên mới đâu. Thế thì chú nếu mà chú mà nếu mà cháu theo cháu thì chú dùng con Oppo đi. Oppo hả? Vâng, con đấy con A3S. A3S mấy triệu? Con đấy cháu đang bán là 2,4 triệu mà có sạc zin theo máy á. À, con mới không? Con đấy mới 99% luôn chú. Con đấy riêng mà chú cầm thì chú không phải chê luôn. Con đấy màn hình hình như là nó to bằng con 6 Plus đấy. Thế à? To bằng con iPhone 6 Plus, 7 Plus đấy. À. Đấy nó to như con đấy luôn đấy. Con đấy con đấy cầm đấy nhỉ. Nhưng mà không có tờ tròn gan nó thì đéo. Riêng chú mua nhà cháu cả một tuần chú không ưng, chú cứ alo cho cháu xong chú bách lại cháu cũng được. À. Số điện thoại cháu hay đăng lên kèm luôn cả cái YouTube đấy. À, rồi để chú nghiên cứu kỹ nữa nhá. Vâng, có gì thì chú chốt con nào thì báo cháu nhé. Vâng, vâng, ok. Đấy, khách hàng đang hỏi máy đấy. Sợ lắm, nhà mình suốt ngày chỉ ăn ngồi tư vấn cho khách thôi. Đấy, vệ sinh con này khá là lâu. Sinh không đã mất mấy chục phút rồi. Và mình sẽ cắt một ít giấy để mình, vì màn mới này nó sẽ hay bị theo kiểu là cao nhé. Và mình sẽ cắt ít giấy này. Và mình sẽ cắt ít giấy này để mình dán cái nút home sẽ cao lên. Bóc dưới bóng ở cái màn Samsung này ra, mình sẽ đặt vào đây, đứng vào đây. Đặt chữ tâm lên hàng đầu các bạn không phải lo. Các cái máy mình quay lên này là các cái máy mình sửa cho khách đấy nhé, không phải là máy mình quay lên xong mình tí nữa mình lại đăng bán đấy. Mình sẽ gần nó thẳng luôn. Đây mình gọi chỉ định vị thôi nhá, nhưng mình chưa xong luôn nhá. Vâng, và mình đã định vị xong màn hình mất keo rồi mà định vị nó không được chuẩn rồi. Gắn cái cáp ứng này, mình sẽ gắn cái cáp ứng vào. Đây. Bây giờ mình sẽ bôi keo. Bôi keo vào xung quanh viền màn hình, nhưng vệ sinh thì phải sạch nhé các bạn. Hai phần đầu này các bạn thể bôi nhiều một tí được. Đây.
mình sẽ bôi nhiều một chút. Mình sẽ đặt luôn vào. Mình sẽ đến cái màn hình này. Các bạn mua hàng đặt hàng cho mình thì cứ yên tâm, lỗi cho mình có bao bách không phải lo. Tiền nhiều lúc thích thật nhưng mà cái tâm mà không được tốt thì cái bốn này hơi khó lắp nên là mình phải nứt ra lắp. Rồi, mình đã lắp xong rồi. Thì không có lắp thì mình lắp thẳng ra, mình lắp lại. Mình lấy tiền của họ sao mà người tóc của mình phải tốt, mình phải sướng, vui, mình lấy tiền. Vâng, như vậy thì mình đã gắn xong màn thì mình sẽ lắp nắp nhựa đây. Và mình sẽ lắp pin vào. Một pin vào. Đây mình sẽ buộc chun vào nhé. Để gia cố cái màn hình để chắc nhé. Mình sẽ bật nguồn lên thử. Đấy. Và như vậy thì mình đã phục hồi thành công chiếc Samsung G530. Tình trạng là máy rớt bể màn nhé. Và chắc là mình cũng dừng xin kết thúc tại đây. Các bạn nhớ thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.